nay, những chuyển động đáng chú ý của làng võ trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả trong hơn 20 phút tiếp theo của chương trình. Một trong những thông tin quan trọng đó là việc võ sĩ Conor McGregor đã xác định được đối thủ tiếp theo sau trận thượng đài với Floyd Mayweather. Kèm theo đó là thông tin về việc võ sư Bình Xuân Funkoi Flores sẽ trở lại Việt Nam vào đầu năm 2018 để tái đấu với Tuấn Hạc, cũng nhận được sự quan tâm từ dư luận. Ngay bây giờ hãy cùng anh Thư đến với Võ Thuật TV nhé! Xin được mở đầu bằng thông tin trong nước. Võ sư Funkoi Flores vừa tiết lộ thông tin khiến làng võ Việt Nam hết sức quan tâm, đó là việc ông sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2018 để trả món nợ thu Tuấn Hạc cách đây 8 năm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất từ Canada, võ sư Vịnh Xuân Funkoi Flores cho rằng ông đang có ý định trở lại Việt Nam một lần nữa vào đầu năm 2018 để tái đấu Tuấn Hạc. Trong chuyến sang Việt Nam vào hồi tháng 7 vừa qua, võ sư Funkoi Flores đã khiến làng võ Việt xôn xao trong thời gian dài. Tại Hà Nội, ông đã đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh mà không tốn quá nhiều sức. Từ sự kiện này, liên tiếp các lời thách đấu khác nhau được gửi đến Flores. Tuy nhiên, Flores từ chối và cho rằng mục đích chính khi sang Việt Nam là để vạch trần công phu mà ông cho là lừa đảo của chủ môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Flores liên tục thay đổi lịch trình càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Ông cùng với các thành viên trong đoàn có trực tiếp đến đình Nam Chơn để tìm gặp võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng không được môn phái Nam Huỳnh Đạo tiếp đón. Sau nhiều ngày cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Flores đã diện kiến võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, đồng thời có màn giao lưu võ thuật với hệ phái Shorin Ryu Karate của võ sư Cù Mai Công. Cũng trong chuyến đi Việt Nam vừa qua, Tuấn Hạc, người từng đánh bại Flores cách đây 8 năm, tỏ ý sẵn sàng tái đấu nếu võ sư người Chile lên tiếng và xin phép các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trận đấu này không diễn ra như nhiều người mong đợi. Sau hơn 2 tháng gây bão làng võ Việt Nam, võ sư Funkoi Flores lại tiếp tục tiết lộ thông tin khiến cộng đồng võ thuật hết sức chú ý. Đó là ông đang muốn quay lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2018 để hoàn thành nhiệm vụ tái đấu với Tuấn Hạc. Trả lời trên kênh Radio Canada, Flores chia sẻ: "Tôi để thua cậu ấy 8 năm trước vì bị say cà phê. Vì vậy tôi muốn tái đấu một lần nữa để hoàn thành ý định còn dang dở. Tôi muốn tìm kiếm những thử thách để hoàn thiện khả năng võ thuật của bản thân mình. Tuấn Hạc của 8 năm trước chỉ là một môn sinh Vịnh Xuân của võ sư Đặng Tuấn Hải. Trận đấu kéo dài 3 phút giữa anh và Flores diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người." Đáp lại lý do mà Flores đưa ra, Tuấn Hạc cho rằng mọi người chỉ nhìn thấy phần giao đấu. "Thực tế, trước và sau trận đấu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện khá lâu và Flores không hề có biểu hiện say cà phê như ông giải thích. Trận đấu đã trôi qua được 8 năm và Tuấn Hạc không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, Flores vẫn còn giữ nó trong lòng và luôn muốn tìm cách để trả nợ." Với động thái muốn sang Việt Nam vào tháng 1 năm 2018, làng võ Việt đang chờ đợi vào cuộc tái đấu giữa Funkoi Flores và Tuấn Hạc sẽ diễn ra như thế nào. Đây là những hình ảnh mà phóng viên của Võ Thuật.vn ghi nhận tại kỳ thi nâng cấp đai quý 3 năm 2017 của câu lạc bộ Taekwondo nhà thiếu nhi quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia kỳ thi là các võ sinh Taekwondo đang theo tập luyện tại đây. Trong đợt thi vừa qua, có 65 võ sinh tham dự. Đồng hành cùng các võ sinh có sự quan tâm, động viên và chú ý theo dõi của đông đảo các bậc phụ huynh. Tại kỳ thi, các võ sinh phải trải qua những bài quyền quy định trong chương trình của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Theo anh Phan Thanh Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo nhà thiếu nhi quận Tân Phú, thì câu lạc bộ được thành lập cách đây 2 năm. Thời gian đầu, chất lượng phong trào còn hạn chế và chưa được đẩy mạnh. Nhưng với sự chung tay của ban giám đốc nhà thiếu nhi và đội ngũ huấn luyện viên, câu lạc bộ ngày càng phát triển và thu hút được đông đảo võ sinh theo tập luyện. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Liên đoàn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Taekwondo nhà thiếu nhi quận Tân Phú đã từng bước đi vào ổn định. Số lượng võ sinh theo học tăng đều qua các năm. Hiện tại câu lạc bộ có khoảng hơn 100 em đang tập luyện vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu và các buổi sáng thứ bảy chủ nhật. Câu lạc bộ Taekwondo nhà thiếu nhi Tân Phú cũng trải qua hơn 2 năm thành lập và phát triển, thì được sự ủng hộ của giúp đỡ của Liên đoàn Taekwondo thành phố cũng như là ban giám đốc nhà thiếu nhi, nên câu lạc bộ cũng dần dần ổn định và từ phát triển phong trào mình sẽ theo xu hướng chung là thành nâng cao chất lượng phong trào. Số lượng võ sinh cũng tăng đều đặn và cũng được sự quan tâm rất nhiều từ phụ huynh của em. Sau khi mình ổn định về số lượng học viên thì mình sẽ phân loại theo sở thích của các em, thì
mình sẽ phát triển theo hướng là quyền hoặc là đối kháng tùy theo sở thích và cái năng lực của các em. Từ đó mình sẽ cho các em tham dự các cuộc thi của liên đoàn giống như giải trẻ hoặc là giải vô địch thành phố. Không về đây được 2 năm. 2 năm lần đầu tiên về thì lớp thì chỉ có sáng thứ bảy chủ nhật và tối 2, 4, 6. Rồi lúc đó con cầu thì khoảng 450 em cộng 2 lớp. Thì sau này có tăng cường thêm nữa là 3, 5, 7. Nói chung là đội bây giờ đang tập là 3, 5, 7, 2, 4, 6 vào buổi tối và sáng thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ đến 10 giờ. Hiện tại thì trung bình khoảng hơn 100 võ sinh tập ở điểm này. Cũng nhờ sự quan tâm của nhà ban giám đốc nhà thiếu nhi tạo mọi điều kiện để cho mình phát triển, cũng như là cơ sở vật chất, rồi hỗ trợ về những cái mặt chiêu sinh, rồi quảng cáo cho bộ môn taekwondo, nên lực lượng ở đây cũng tạm ổn. Mỗi kỳ thi là dịp để ban huấn luyện rà soát và đánh giá lại chất lượng giảng dạy, chất lượng trong quá trình tập luyện của các võ sinh. Với sự chuẩn bị kỹ càng, đa số các võ sinh tham gia kỳ thi nâng cấp đai vừa qua đều hoàn thành tốt phần thi và đạt tỷ lệ 100%. Đó là con số đáng khích lệ với những người làm công tác huấn luyện và sự cố gắng của các võ sinh sau thời gian dài tập luyện. Qua cái buổi thi, theo thầy thấy thì tụi con rất là tốt, có cố gắng làm tốt cái thi của mình. Tụi con ráng cố gắng tập nhiều hơn nữa. Phong trào Taekwondo của các câu lạc bộ tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sự phát triển mạnh mẽ. Với thế hệ võ sinh trẻ cùng sự nhiệt huyết của đội ngũ trong ban huấn luyện, câu lạc bộ Taekwondo nhà thiếu nhi quận Tân Phú cũng đang có những bước đi đúng đắn và góp phần tạo nên sự lớn mạnh cho phong trào chung của Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 12 tháng 10, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Liên đoàn May thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo huấn luyện viên May Thái với 140 chứng chỉ huấn luyện viên được Liên đoàn May thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hiệp hội May Brand quốc tế công nhận. Khóa đào tạo huấn luyện viên May 2017 do Đại võ sư Master Woody chuyên gia đến từ Thái Lan của Liên đoàn May quốc tế trực tiếp giảng dạy. Tham gia khóa học, các học viên được cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn, thu nạp thêm các phương pháp giảng dạy mới trong công tác huấn luyện. Tại lễ bế giảng, Đại võ sư Master Woody đánh giá cao khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên. ที่มาเนี่ยที่ผมเห็นนะมันมีหลายระดับส่วนมากก็พอเป็นบ้างแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมการนี้มันเป็นการสร้างหลักเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเป็นส่วนมากในการมวยต่อสู้อันนั้นเรื่องของเบสิกของการเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสำคัญอันนั้นผมมาทั้งได้ทั้งอบรมช่วงเราที่เรามาอบรมเนี่ย 4-5 วันเนี่ยเป็นสำคัญมากเพราะว่าเขาได้ปูฐานแล้วให้ความรู้เขามากมายในเรื่องการเบสิกในการใช้การพูดต่างๆนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นมาบ้างแล้วก็จะดีบางคนยังไม่เป็นเพิ่งมาจากหลายจังหวัดทั่ว Cũng tại buổi lễ, người đứng đầu của Liên đoàn May quốc tế đã trao giấy chứng nhận Hàm Master cấp độ 14 trong hệ thống xếp hạng của May Thái cho ông Giáp Trung Thang, Tổng thư ký Liên đoàn May Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn May thành phố Hồ Chí Minh. Tại khóa đào tạo lần này, với 140 bằng huấn luyện viên được Liên đoàn May thành phố Hồ Chí Minh cấp phép, trong đó có 7 bằng huấn luyện viên loại xuất sắc, 14 bằng huấn luyện viên loại giỏi sẽ được Hiệp hội May Brand Thế giới đặt cách nhận chứng chỉ huấn luyện viên quốc tế. Với những bằng và chứng chỉ nói trên, các huấn luyện viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có đủ điều kiện tổ chức hoạt động môn may tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được Liên đoàn May thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia huấn luyện đội tuyển cấp quận hoặc đội tuyển thành phố khi có nhu cầu tuyển dụng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng bởi trong những năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của bộ môn này trên cả nước, phong trào tập luyện môn võ này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực với nhiều câu lạc bộ được thành lập và hàng nghìn người đang tập luyện. Qua đó, có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nói chung và May Việt Nam nói riêng.
Qua khóa học lần này tôi học được nhiều điều, nhất là nền văn hóa từ đất nước chùa vàng Thái Lan. Thì từ những cái môn võ, quốc võ của Thái Lan đã cảm ơn các thầy, đặc biệt thầy quốc đi là Bisan đã qua trực tiếp huấn luyện cho chúng tôi về những kỹ thuật đặc thù của Muay Thái, Muay Bongan để giúp cho người học hiểu hơn về môn Muay, kỹ năng tự vệ sẽ tốt hơn. Mong muốn em sau khóa học lần này là đi về và phát triển thêm phong trào Muay ở tỉnh Bến Tre. Khi tham gia lớp học thì em thực sự học được những cái điều rất là bổ ích, như là những kỹ thuật và những cái từ ngữ, cái ngôn ngữ Thái Lan á, thực sự do người Thái Lan chỉ dạy, khi mà nói thì em tiếp nhận được rất là rõ. Những cái kỹ thuật này nó khác hẳn với những cái kỹ thuật những môn võ trước đây em học. Khi được tiếp cận thì với huấn luyện viên Thái Lan, võ sư Thái Lan á, thì người ta chỉ cặn kẽ hơn từng chi tiết, từ bàn chân, gót chân cho tới tay để như thế nào. Em cảm thấy là rất là tuyệt vời. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tay đấm người Ireland Conor McGregor đã tìm được đối thủ tiếp theo của mình sau thất bại trước Floyd Mayweather, đó chính là võ sĩ Tony Ferguson. Theo đó, đích thân chủ tịch UFC Dana White khẳng định rằng trận đấu giữa Conor McGregor và Tony Ferguson sẽ diễn ra trong năm 2017. Tony Ferguson vừa đánh bại tay đấm Kevin Lee tại sự kiện UFC 216 để giành đai vô địch tạm thời. Ban đầu, mọi dự đoán đều đổ dồn về phía Nate Diaz. Đây cũng chính là đối thủ được Conor McGregor muốn tái đấu nhất sau khi anh đệ thua Floyd Mayweather vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, những nỗ lực đàm phán dường như chưa tìm được tiếng nói chung, do đó Tony Ferguson là cái tên cuối cùng được chọn. Cuối tuần qua, McGregor cũng góp mặt và dự kháng trận đấu của đối thủ. Anh không đưa ra bất kỳ nhận định gì về trận đấu này, trong khi đó Ferguson lại tỏ ra phấn khích. Ferguson cho rằng chính Conor mới là người sẽ gặp khó khăn và cảm thấy áp lực nhiều hơn chứ không phải bản thân anh. Hiện tại, tay đấm người Ireland vẫn đang dư thừa những khoản tiền từ trận đấu boxing đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc này, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của McGregor. Liên quan đến boxing, tay đấm có tiếng trong làng quyền Anh quốc tế Amy Khan quyết định trở lại với bộ môn đấm box sau nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Kể từ sau trận thua Canelo Alvarez, Amy Khan vẫn chưa thể trở lại sàn đấu. Amy Khan là tên tuổi nổi tiếng trong làng boxing thế giới. Từ năm 2009 đến năm 2011, anh chưa bao giờ lọt khỏi bảng xếp hạng top 10 tay đấm xuất sắc nhất hạng bán trung. Sau những di chứng trong trận đấu với Canelo, Khan không thể thi đấu boxing nhưng lại có ý định chuyển sang đánh MMA. Chia sẻ trên mạng xã hội, Khan nói rằng: "Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể thi đấu hơn một năm nay. Giờ là lúc tôi phải nghĩ đến chuyện quay lại để đứng trên đỉnh cao. Đã có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi và giờ tôi đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Tôi phải tiếp tục đứng lên và làm hết sức có thể." Amy Khan đã có những cuộc đàm phán với hai trong số những tên tuổi lớn của làng boxing thế giới là Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Nhưng có vẻ như những cuộc đàm phán đó chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi thua knockout trước Canelo, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, tay đấm này đã quyết định trở lại và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Xin được chuyển sang phần tin giải trí. Bộ phim Truy Long của Chân Tử Đan vừa mới ra mắt đã đại náo các phòng vé của Trung Quốc. Đây là bộ phim đánh dấu sự hồi sinh của dòng phim hành động vang bóng một thời ở những thập niên 1990. Sau hơn một tuần ra mắt, bộ phim Truy Long có sự góp mặt của Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan đã mang về hơn 60 triệu doanh thu phòng vé. Đây là con số vượt xa mong đợi của những dự đoán trước đó. Bộ phim được chấm 7,6 điểm trong thang điểm 10. Đa số ý kiến nhận định dàn diễn viên từ chính đến phụ đều diễn rất tốt, lột tả tinh thần trượng nghĩa của những kẻ bị tiếng là xã hội đen. Điểm trừ duy nhất là cảnh hành động trong phim không nhiều. Phong cách làm phim của Vương Tinh trong Truy Long khiến nhiều người xem như trở lại thời kỳ hoàng kim của phim ảnh Hồng Kông. Nhịp phim mang theo tư tưởng về chủ nghĩa anh hùng kết hợp lãng mạn. Phần đầu phim nặng về tả thực, phần cuối là hành trình trong giang hồ, những câu chuyện báo thù. Nhà phê bình Uông Kim Vệ đánh giá đây là phim xuất sắc nhất trong 10 năm qua của Hồng Kông. Truy Long tái hiện cuộc đời trùm ma túy Ngô Tích Hào, có biệt danh là Hào Thọt. Ngô Tích Hào sinh năm 1930, mất năm 1991, đứng đầu băng đảng ma túy hoạt động tại Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan. Trong 30 năm, hắn đã buôn lậu hơn 300 tấn thuốc phiện, ma túy đá, thu lời hàng trăm triệu đô.
Đáng nói đối với vụ này, nhiều cảnh sát Hồng Kông đã thông đồng với Hào để thu lợi bất chính. Năm 1974, hắn bị bắt và lĩnh án 30 năm tù. Tháng 8 năm 1991, Tích Hào mắc bệnh ung thư gan khi đang chấp hành án. Ngày 14 tháng 8 năm 1991, hắn được chuyển từ khu giam giữ sang khu chữa trị và qua đời sau đó 2 tuần. Thưa quý vị khán giả, trong chuyên mục Lò Võ Bốn Phương số kỳ này, chương trình xin gửi đến quý vị một phóng sự về phong trào Vô Vi Nam của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vô Vi Nam mới được thành lập tại địa phương này từ tháng 4 năm 2014. Trải qua hơn 3 năm phát triển, chất lượng phong trào ngày càng được đẩy mạnh và thu hút nhiều võ sinh theo tập luyện. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một điểm tập thuộc phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Những hình ảnh này được phóng viên võ thuật ghi lại được từ một buổi tập luyện của câu lạc bộ Vô Vi Nam Trảng Bom nằm trong khuôn viên phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp. Mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần, câu lạc bộ lại có đông đảo võ sinh trên địa bàn huyện tập trung đông đủ để tập luyện. Chủ nhiệm của câu lạc bộ Vô Vi Nam Trảng Bom là võ sư Lê Đình Đạo. Theo anh Đạo chia sẻ, câu lạc bộ Vô Vi Nam huyện Trảng Bom được thành lập vào tháng 4 năm 2014. Thời gian đầu, câu lạc bộ chú trọng phát triển phong trào là chính. Đến tháng 5 năm 2015, Vô Vi Nam Trảng Bom mới thật sự phát triển rộng rãi trên địa bàn huyện. Ban huấn luyện tại câu lạc bộ xác định chủ trương chính là tập trung vào các trường học và mở rộng ra ở các trung tâm văn hóa. Nhờ sự định hướng đúng đắn, khi Vô Vi Nam vào trường học, luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để câu lạc bộ Vô Vi Nam Trảng Bom phát triển và ngày càng có sự lan tỏa. Từ một câu lạc bộ nhỏ, ban đầu với khoảng 20 đến 30 võ sinh, đến nay Vô Vi Nam Trảng Bom đã thu hút hơn 200 võ sinh đăng ký tập luyện. Ban đầu thì mình đi tập, đưa vào tập luyện thì nó cũng số lượng môn sinh cũng ít thôi, theo tham gia tập luyện cũng ít, thì khoảng chừng 20 tới 30 thôi. Thì hiện nay mình đã mở rộng và phát triển phong trào trên toàn huyện, thì cái số lượng môn sinh theo tập này khoảng 200 là thường trực. Từ cái lúc mà đi vào hoạt động chuyên nghiệp thì chúng tôi đã tập trung đào tạo cho các em cả về nâng cao về cái chất lượng, cả về cái quyền thuật và thi đấu đấu kháng, đặc biệt là cái vấn đề mà thi đấu đấu kháng. Dạ, em thích võ từ hồi còn bé thôi. Khi mà em nhìn thấy trên TV có mấy cái chiếu chương trình mà võ Vi Nam á, lần đầu tiên em thấy gần chỗ em có dạy võ Vi Nam, em quyết định theo học mặc dù ba em không có cho. Em thích lắm, nhưng mà từ khi mà em học võ như này, bởi vì em chuyên bên đối kháng ấy, em thấy cơ thể của mình khỏe khoắn hơn và em có thể nâng cao trình độ của mình và dạy lại cho các em. Thành phần chính của câu lạc bộ Vô Vi Nam Trảng Bom vẫn tập trung chủ yếu ở các em ở độ tuổi cấp 1 và cấp 2. Các võ sinh theo tập luyện đều nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía phụ huynh. Chương trình tập luyện của câu lạc bộ tuân thủ theo hệ thống quy định của môn phái và Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam. Song song với việc huấn luyện cơ bản, ban huấn luyện luôn chú trọng phát hiện những em có năng khiếu để đào tạo nâng cao nhằm bổ sung vào thành phần của đội tuyển trong tỉnh, tham dự các giải đấu trong khu vực và toàn quốc. Bên cạnh các phần huấn luyện về quyền cước, Vô Vi Nam Trảng Bom còn chú trọng cho các võ sinh thi đấu đối kháng để nâng cao kỹ thuật. Ban đầu thì là phát triển phong trào, nâng cao cái sức khỏe cho các bạn luyện tập. Thứ hai là cũng tạo thêm cái phương thức, cái sân chơi để cho các bạn rèn luyện sức khỏe. Thứ hai nữa là mình cũng đào tạo ra cái lực lượng để hỗ trợ cho các giải đấu, tập luyện để đi đánh các giải đấu và hỗ trợ cho các lực lượng của tỉnh. Sau khi tập Vô Vi Nam thì em thấy cơ thể em khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và có thể kiên trì tập luyện, nâng cao sự học hỏi của bản thân mình. Trong cái môn phái Vô Vi Nam thì các huấn luyện viên thì tận tình giúp đỡ con em như là một nhà, cho nên là giúp tất cả mọi môn sinh đều phát triển về cơ thể của mình. Dạ, Vô Vi Nam, học Vô Vi Nam là sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, mình có thể tự bảo vệ mình, rồi học được những cái té ngã nhưng mà không thiên về đòn tay đòn chân, nó thiên về cả hai. Không khí ở trong lớp tập là rất là sôi nổi và mạnh mẽ. Các đồng môn thì hòa đồng với nhau, coi nhau như là người nhà. Dù mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, nhưng Vô Vi Nam Trảng Bom là đơn vị có sự phát triển mạnh mẽ về phong trào. Bằng chứng là câu lạc bộ có các võ sinh thường xuyên tham gia vào các giải đấu trong tỉnh và khu vực lân cận.
Ban huấn luyện xác định mục đích chính qua các giải đấu vẫn là giao lưu học hỏi và cọ sát với nhiều đơn vị mạnh để dần nâng cao chất lượng các võ sinh trong câu lạc bộ. Ở Trảng Bom thì sắp tới là tiếp tục đẩy mạnh thêm cái phong trào Võ Việt Nam trong học đường. Thứ hai nữa là liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức các cái giải đấu cho các em để nâng cao về cái chất lượng phong trào, nâng cao về cái chất lượng của môn sinh. Thứ ba nữa là đưa các huấn luyện viên tiếp tục đi tập huấn tại trên tỉnh hoặc là một số cái địa điểm mà liên đoàn mở lớp tập huấn để nâng cao, nắm bắt kịp thời và nâng cao cái trình độ về áp dụng để phát triển phong trào cho tốt hơn. Dạ, em thì em mong muốn là trước mắt là các anh em trong ban huấn luyện nhất là trau dồi cái kinh nghiệm để có thể có nhiều kinh nghiệm hơn để phát triển phong trào cũng như là phát triển môn phái. Đó. Thứ hai nữa là cố gắng tuyên truyền và quảng bá cái hình ảnh Võ Việt Nam ra đối với mọi người cho mọi người cùng biết. Mới đây nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chấp thuận đưa Võ Việt Nam vào chương trình hoạt động chính thức trong năm 2018. Đó là cơ sở để Võ Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa trong học đường. Võ Việt Nam Trảng Bom với sự lớn mạnh không ngừng, hứa hẹn sẽ có những bước tiến hơn nữa trong tương lai để ngày càng nâng cao chất lượng phong trào và đào tạo ra nhiều môn sinh có chất lượng cho Võ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nói chung. Còn bây giờ, anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.